Xin chào tất cả bạn. Theo mình biết là một số bạn không hiểu cách giải 4x4 cho lắm, nên là mình sẽ làm lại hướng dẫn và mình mong các bạn nên học 3x3 trước khi học 4x4, tại vì 4x4 với 3x3 nó chỉ khó hơn 3x3 một chút thôi. Nên là các bạn không biết 3x3 thì bạn không thể nào giải được 4x4. Nên là mình mong các bạn học 3x3 trước, tại vì những cái bước mà 3x3 hơn thông thường thì mình sẽ làm rất là nhanh, mình không có làm chậm được. Tại vì cái đó rất là đơn giản, các bạn phải biết trước khi các bạn xem cái video 4x4 này. Đây là cục 3x3, các bạn cần phải biết giải 3x3 trước khi học 4x4. Rồi, thì tuyên tạo cái tâm. Thì cái tâm màu trắng là con tâm rất là đơn giản thôi, bạn chỉ đưa lên như vậy là bạn được cái này rồi, đúng không? Bạn tìm vòng vòng nè, xung quanh nó có những cái này, có nhiều lúc nằm như thế này. Bạn chỉ cần nè, đẩy nó lên thôi, là nó được một cái hàng này rồi rồi. Bạn cần, cái mặt màu trắng này rất là đơn giản luôn, cái tâm màu trắng rất là đơn giản luôn, bạn chỉ cần chơi cục Rubik 4x4 của bạn một chút thôi là các bạn có thể làm được. Đó, cái tâm màu trắng, đó là cái tâm màu trắng thôi, rất là đơn giản. Cái tâm bắt đầu khó lên là cái tâm màu vàng, mà các bạn cái tâm màu trắng các bạn mò không được thì lấy gì các bạn làm được tâm màu vàng. Cái tâm màu trắng nó đơn giản luôn, mình nói thiệt. Đây nè, cho bạn xem nè, để lên, ví dụ là vậy đó. Rồi cái này nè, mình để đây, mình đẩy cái này qua đó, rồi mình đẩy cái này lên, thấy không? Rồi mình đẩy cái này qua đây, tại vì nó có cái ô trống đây nè, mình đẩy cái này lên, đó là mình được cái tâm màu trắng. Rồi tới cái tâm màu vàng nè, thì đây mình có trường hợp đơn giản là mình có ba cái này rồi, thì mình chỉ cần đẩy nó lên thôi. Nhưng mà cái tâm màu trắng nó lại chạy đây, nên là mình sẽ xoay cái này, xoay hai cái miếng trống này nè qua đây để mình đẩy xuống, mình không có bị mất những cái miếng vàng của mình, thấy không? Mình không có bị mất cái miếng này. Rồi thì ở đây mình hên là cái này nó đã nằm đúng vị trí nó luôn rồi, thì mình chỉ cần đẩy cái này vô đây thôi. Thì đẩy nó vô á, mình đẩy cái này xuống đây như vậy nè, đẩy xuống như vậy nè. Tại vì sao? Khi mình đẩy lên gì thì nó sẽ thẳng hàng được. Còn nếu mà mình đẩy như vậy nè, mình đẩy lên á thì nó bị như vậy thì không được, đúng không? Khi này là khi nó thẳng hàng á, bạn có thể đẩy cái này qua đây, rồi bạn trả cái này về được. Còn nếu cái này phía trên gì bạn đẩy xuống thì bạn cũng sẽ bị mất một viên. Nên là mình sẽ đẩy như vậy, mình đẩy lên đây cho nó cùng hàng với cái này. Đó, mình đẩy đẩy nó qua đây, mình đẩy nó xuống, bạn được cái tâm màu vàng với trắng. Rồi tiếp tục mình sẽ làm cái tông màu đỏ. Thì nếu bạn nào bạn phải thuộc cái màu của Rubik nha, màu trắng đối diện màu vàng, rồi tới màu đỏ, mình sẽ làm màu đỏ. Thấy màu đỏ này mình được có hai cái này đây rồi, để đẩy đây. Cái này mình sẽ cho nó lên như vậy, tại vì khi mình đẩy như vậy nè, nó trùng. Và for cái và cho cái tông màu đỏ, mình muốn các bạn là cầm Rubik như thế này, thì nếu bạn cầm gì nè, bạn làm thì nó sẽ di chuyển cái tông màu trắng với màu vàng, mình không muốn như vậy. Mình muốn chỉ di chuyển cái tầng ở đây thôi chứ không có di chuyển cái tâm màu trắng với màu vàng. Đó, đẩy đây lên như vậy ha. Rồi, tâm màu đỏ. Màu đỏ làm giống như cái tâm màu trắng. Rồi, bây giờ tâm màu xanh lá nè. Khi các bạn đẩy Rubik như vậy. Rồi. Vàng, trắng, đỏ. Ở đây là màu xanh lá. Rồi, tâm màu xanh lá. Mình đẩy này lên. Khi mình đẩy lên thì có nghĩa là cái tâm màu đỏ nó cũng chạy, thấy không? Cái tâm màu đỏ nó chạy. Bạn đẩy cái này qua đây, bạn né cái chỗ này ra xong bạn đẩy xuống thì cái tâm màu đỏ nó chạy về, đúng không? Rồi. Cái này mình có một cái đường này rồi, mình chỉ cần đẩy nó thẳng hàng như cái này thôi. Tại vì nếu mình đẩy không thẳng hàng như vậy nè thì chúng mình trả cái tâm màu đỏ gì không được. Nên là mình sẽ đẩy nó cho nó ngay hàng như cái này. Khi mình làm như vậy thì mình sẽ làm 1 2 như vậy để mình trả cái tâm màu xanh lá về. Để mình trả cái tâm này về, thấy không? Đó. Cái tâm bạn chỉ cần khi bạn nhớ các bạn đẩy cái này cái nào lên thì bạn phải trả nó về. Ví dụ bạn đẩy cái này lên thì bạn phải trả cái này về. Đó, cái này ha, đẩy lên. Rồi trả về. Dù là vậy thôi, đẩy lên. Bạn làm cái này là bạn xoay nhiều một lần hoặc là hai lần để rồi bạn trả về. Tùy theo cái trường hợp. Chứ như cái trường hợp này mình chỉ cần làm u một lần thôi để mình trả về. Bạn chỉ cần né, dù bạn bạn ví dụ nè, cho các bạn dễ hiểu nè, bữa đây nè, chứ ví dụ nha, cái này đi, cái hàng này mình sẽ xoay cái hàng này lên, xoay hàng này lên đúng không? Thì bạn sẽ có hàng này, thì bạn phải né cái hàng này khỏi cái đường này, khỏi cái đường này. Từ cái đường này thì bạn chỉ cần trả cái này về, đúng không? Nên là khi mà các bạn á để cái này ở đây nè thì các bạn trả về không được, đúng không? Phải né nó ra đã trả về. Đó là cái tâm.
Nhớ coi màu nha các bạn, nhớ dò lại cái màu của bạn nha. Nếu bạn làm sai làm lại cái tâm khó lắm. Rồi, tiếp theo đó là cái cạnh. Nhiều bạn thắc mắc là cái công thức mình đưa tại sao mình không có làm ép. Rồi cái công thức của mình là chữ U lớn xong rồi chữ W nhỏ, xong rồi cái dấu phẩy ở phía trên, đúng không? Xong rồi R, U, R phẩy, F, R phẩy, F phẩy, R. Công thức đó nó cho như thế này. Đó. Công thức đó là cho khi các bạn đẩy Rubik một chỗ nhất định. Chứ còn mình á, mình làm finger trick. Finger trick là như thế này. Ví dụ cái finger trick nè, dụ hai này đúng không? Khi mình finger trick á, mình finger trick mình sẽ làm cho nó nhanh lên. Nó nhanh lên, cũng công thức đó nhưng mà mình sẽ làm, ví dụ là các bạn để yên như các bạn làm, mình sẽ quay nhìn cho nó nhanh hơn. Ví dụ là như nè, các bạn để yên như các bạn làm thì nó sẽ công thức là nè, chữ U nè. Chữ U mà cộng với chữ W á, có nghĩa là xoay cái tầng. Chữ U á, thông thường của Rubik á, là chỉ có xoay một tầng như vậy thôi. Nhưng mà U cộng với W có nghĩa là bạn xoay hai tầng cùng một lúc, chính là bạn xoay hai tầng này. Ví dụ nha, đây nè, mình sẽ cho các bạn cái công thức nè. Chữ U, W, dấu phẩy, có nghĩa là bạn xoay hai cái tầng phía trên cùng một lúc. Rồi. R, U, R nè, U, R phẩy, F, xong rồi R phẩy, F phẩy, rồi R. Rồi bạn đẩy cái tầng này về, trả cho nó đúng cái tâm. Đó là bạn thấy không? Nó trùng nhau. Mình sẽ làm được cái tâm thêm một lần nữa. Nhớ nha, nhớ để cho nó vị trí nó thẳng hàng nha. Nhớ để cho vị trí nó thẳng hàng nha. Thẳng hàng. Rồi. Mình mong là các bạn để cái này ở phía trên, tại vì để phía dưới nó rất là khó để làm công thức, mình nghĩ là các bạn làm phía trên. Rồi, làm lại nè. U, W phẩy, R, U, R phẩy, F, R phẩy, F phẩy, R. Xong bằng đẩy, bằng trả lại cái bước mà U, W phẩy, đó là bằng được phải không? Sẽ làm thêm một lần nữa. Nghe không? Nó ngay hàng nữa không? Nó ngay hàng nữa không? Rồi. U, W phẩy, R, U, R phẩy, F, R phẩy, F phẩy, R, U, W. Đó. Đây mình sẽ như vậy ha, hãng hàng nè. UW phẩy, R, U, R phẩy, F, R phẩy, F phẩy, R. Xong trả lại. Đó. Rồi. Thì mình nghe tới đây là các bạn cũng đã biết sử dụng được công thức rồi. Nên là mình sẽ làm hơi nhanh hơn một chút. UW phẩy, R, U, R phẩy, F, R phẩy, F phẩy, R. Đó. Rồi, còn nếu bạn nào muốn finger trick thì sẽ như thế này ha. Như thế này sao các bạn làm. Đó là finger trick. Cái đó là finger trick, ok. Chứ không phải là cái công thức. Cái công thức là các bạn, là nó chỉ dành cho các bạn để yên một chỗ. Nhưng mà các bạn có thể tìm cái vị trí để bạn làm finger trick. Nhưng mà nếu bạn nào không biết thì không nên làm finger trick. Rồi, mình sẽ làm lại thêm một lần nữa nè. UW phẩy, R, U, R phẩy, F, R phẩy, F phẩy, R, U. Đây mình sẽ giữ yên vị trí Rubik luôn cho các bạn xem nè. Thêm một lần cuối cùng nè. U, W phẩy, R, U, R phẩy, F, R phẩy, F phẩy, R. Đó. Nè, U, W. Rồi. Nè, thẳng hàng thấy không? U, W phẩy, R, U, R phẩy, F, R phẩy, F phẩy, R. Rồi, nó giải quyết mấy cái cặp cạnh nó xong. Rồi, tiếp theo nữa, chính là những cái bước của 3x3. Thì đây là cái bước 3x3. Thì video trước mình làm rất là nhanh.
mà nhiều bạn thì không hiểu là tại sao nó là mình hướng dẫn mình làm lại làm nhanh. Tại vì cái bước này các mình nghĩ các bạn đã biết rồi, khi các bạn biết dãy 3x3 rồi các bạn muốn mua 4x4. Đây, những cái cạnh này, những cái cặp cạnh này nó giống như những cái cạnh này của 3x3, những cái cặp này giống như như là cái này của 3x3. Đó, bây giờ mình sẽ tạo cái cross nè, cái này nè, mình sẽ tạo cái cross. Rồi các bạn làm xong cái cross xong mình sẽ đẩy vô. Thì các bạn xem cái này như là 3x3 thôi, cái bước 3x3 thôi. Đó là mình được một cái layer rồi không? Nè. Nè, đây là những cái cặp cạnh đây nè. Nó giống như cái này nè, cái cạnh này thôi, cặp cạnh này giống như cái cạnh này thôi. Những cái cặp cạnh này giống như một cái cạnh này thôi. Ha. Còn cái này là cái góc nè, cái góc nó giống như cái góc này nè. Còn cái tâm của nó là cái tâm này nè. Đó. Các bạn nghĩ như vậy thôi, các bạn đừng có nghĩ đây là 4x4, các bạn hãy nghĩ nó là 3x3 nhưng mà hơi khó một chút thôi. Cái này bạn sẽ lại giải tầng 2 giống như nhà 3x3. Đây bạn đưa cái cạnh này vô đây, thấy không? Rồi. Sau đó thì đây là trường hợp đặc biệt. Trường đặc biệt thì công thức trường hợp đặc biệt. Lần trước mình đưa công thức nó hơi khó. Nó hơi khó nên là một số bạn không hiểu. Thì giờ mình sẽ đưa công thức dễ lại. Mình sẽ lấy nó hơi dài một chút nhưng mà tùy các bạn ơi. Cái này nè. Rồi đẩy xuống cho mình, bạn đẩy cái này xuống. Xong bạn xoay cái tầng trên cùng hai lần. 1 2. Bạn đẩy cái miếng này xuống nè. Xong bạn xoay cái mặt ép này nè, cái mặt trước mặt bạn nè, đang cái mặt này 1 2. Xong các bạn đẩy đây lên. Bạn xoay thêm một lần nữa, 1 2. Thì các bạn đẩy cái này lên 1 2. Xoay đây lên 1 2 xong một lần. Đẩy xuống. Xong các bạn xoay mặt ép này như vậy. Rồi các bạn đẩy lên. Các bạn xoay lại. Đó. Rồi. Khi đó là bạn đã được dấu cộng. Nhưng các bạn nếu mà bạn không biết làm dấu cộng hay cái gì luôn thì hãy vô video hướng dẫn 3x3 của mình. Tại vì nếu các bạn không biết các bạn đừng đứng đây các bạn chửi mình, tại vì mình đã làm video giải 3x3 rồi. Rồi thì bây giờ nè. Cái này xin xuống đây, cái này qua đây, cái này lên đây thì mình sẽ không có trường hợp đặc biệt nào hết. Nhưng nếu các bạn có thì nó sẽ như thế này nè. Rồi, cái trường hợp đặc biệt á là khi mà các bạn di chuyển nè, cái này đúng, bây giờ mình sẽ di chuyển cho bạn xem. Cái này hai cái này đúng vị trí, hai cái này không đúng vị trí. Hai cái này không đúng vị trí, hai cái này lại đúng vị trí nữa không? Xanh nè, đỏ nè, vàng nè. Còn cái này á phải đổi ở đây, cái này phải đổi ở đây. Thì đó là cái trường hợp đặc biệt, tại vì thường thường á là ba cái này phải đúng. Ba cái này phải đúng, không có một hai cái đúng hai cái sai này được, cái này là trường hợp đặc biệt. Thì cách các bạn làm chính là các bạn cầm như vậy nè, các bạn cái tầng ở phía trong này là các bạn xoay cho mình. Xoay xoay gì nè, 1 2 cái tầng ở phía trong thôi nha. Sau các bạn xoay phía trên 1 2 cái tầng ở phía trong một lần nữa. Xong cái này bạn xoay hai tầng ở phía trên. Đó, như vậy. Xong. Rồi các bạn làm lại cái cross cho mình. Rồi khi các bạn làm đúng cái cross thì bây giờ bạn chỉ cần đổi những cái này thôi là các bạn đã. Rồi, xong. Thì bây giờ các bạn chỉ cần làm cái bước ra ra vào vào thôi. Nó nằm bên tay phải, các bạn làm 4 lần cho mình. Ra ra vào vào, ra ra vào vào, ra ra vào vào, ra ra vào vào. Rồi bạn tiếp tục bạn xoay như vậy ha. Ra ra vào vào, ra ra vào vào. Cái này bên tay phải luôn 4 lần, ra ra vào vào, ra ra vào vào, ra ra vào vào, ra ra vào vào. Ra ra vào vào, ra ra vào vào. Rồi. Thì các bạn nào không biết cái công thức ra vào vào hay cái gì đó thì mình sẽ để công thức ở dưới. Và các bạn nào muốn biết rõ hơn hãy coi cái video hướng dẫn 3x3 của mình để biết rõ thêm. Tại vì cái này là cái bước của 3x3. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Mình mong là qua cái video này các bạn có thể hiểu hơn. Công thức mình sẽ để ở dưới cái description. Mình mong các bạn xem. Thì mình sẽ để ở dưới cái description. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Hẹn gặp lại các bạn video sau.